Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ cùng cà rốt của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có thể làm một chiếc đồng hồ hình củ cà rốt nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một số các cái phần dụng cụ như sau này. Thì mình sẽ sử dụng bút mực đen. Đây mình có hai bút mực đen thì mình sẽ viết những cái con số, cái đồng hồ thì phải có số, nên là mình sẽ sử dụng mình viết những cái con số lên trên cái đồng hồ này là bút mực đen này, hoặc là các bạn có thể thay thế bằng cái màu khác cũng được, đúng không? Tiếp theo là mình có sử dụng một cái compa này, bút chì này, kéo này, cuối cùng là súng bắn keo này, và cái đồng hồ của chúng ta thì nó sẽ được sử dụng với những cái phần màu như sau nha. Củ cà rốt đúng không thì nó sẽ có màu cam này và màu xanh là cây này. Tiếp theo thì cái mặt đồng hồ nó sẽ có màu trắng và kim đồng hồ thì nó sẽ có màu vàng nhạt nhé. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 4 màu như vậy. Bây giờ thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái hình củ cà rốt lên trên cái phần này. Được, sau đó thì mình sẽ vẽ cái hình củ cà rốt như đây nhé. Các bạn vẽ cái củ cà rốt này nó to ra một chút đúng không? Tại vì bên trong thì nó sẽ còn cái đồng hồ mà. Thế nên mình sẽ cần vẽ nó to ra. Sau thì mình sẽ cân đối và mình sẽ cắt cái củ cà rốt này ra nhé. Sau đó mình cắt nó ra này. Thì mình sẽ sử dụng cái kéo đúng không để mình cắt. Thì cái phần thân của cái củ cà rốt mình sẽ như thế này nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái phần lá nhé, cái phần cuốn ở trên đầu của cái củ cà rốt này thì nó sẽ có màu xanh lá cây. Mình sẽ vẽ cái phần lá nhé. Mình sẽ vẽ ba cái lá.
bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc túi hình trái tim màu cam của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái chiếc túi xách hình trái tim màu cam nhé. Và cái chiếc túi xách này thì nó còn được trang trí thêm bởi một cái nơ màu vàng màu trắng nữa. Thế nên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai màu, đó là màu cam và màu trắng. Rồi, tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kéo này, một cái bút chì này. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng thêm đó là súng bắn keo nhé, để mình có thể dán được những cái phần bộ phận của cái chiếc túi này lại với nhau, nhưng để tạo thành cái túi hoàn chỉnh thì bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần tờ giấy màu này. Rồi. Các bạn gập đôi vào và các bạn sẽ vẽ cái hình trái tim. Vẽ cái hình trái tim đây và các bạn sẽ cắt nó ra luôn để làm cái phần mặt trước và mặt sau của cái chiếc túi này. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần hình trái tim này ra nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ của cà rốt của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Bây giờ mình sẽ dán cái phần lá này. Rồi, đây sẽ là cái củ cà rốt của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái mặt đồng hồ nhé. Thì cái mặt đồng hồ của chúng ta thì nó sẽ có hình tròn. Bây giờ mình sẽ quay cái con ta này. Rồi các bạn căn làm sao mà cái mặt đồng hồ này nó sẽ bé hơn cái củ cà rốt nha.
sau đây mình sẽ dán cái mặt đồng hồ này vào giữa cái đồng hồ nhé, vào giữa cái củ cà rốt nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ viết những cái con số đúng không? Để tượng trưng cho cái phần giờ nhé, thì mình sẽ sử dụng cái bút đậm hơn này, có cái ngòi to hơn, thì mình sẽ viết những cái con số nó rõ hơn, ví dụ như số 12, số 6 này, số 3 này, và số 9 này. Sau đó thì mình sẽ viết những cái con số còn lại nhé, mình sẽ viết bằng cái bút nhỏ hơn. Một này, hai này, rồi chúng ta đã có đủ 12 con số ở bên trên cái phần đồng hồ này. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái kim đồng hồ nhé. Chúng ta sẽ cắt hai cái kim, một cái kim chỉ giờ và một cái kim chỉ phút nhé. Mình sẽ đây là cái cắt cái kim phần kim chỉ ở cũ trước này, cái kim mình sẽ dài hơn này. Các bạn sẽ dán cái phần kim đồng hồ này vào bất cứ cái vị trí số nào đúng không? Ví dụ mình muốn cái kim dài này nó chỉ vào số 10 đi, và cái phần kim ngắn này đây là nó sẽ chỉ vào số 3 nhé. Vậy là chúng ta đang có một cái số giờ, đó là 3 giờ kém 10 đúng không? Ra được cái 10 hoặc là 2 giờ 50 phút. Đây sẽ là cái đồng hồ của cà rốt của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Rồi, đây sẽ là hai mặt của cái hình trái tim này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần để mình nối giữa hai cái hình trái tim nhé.
Rồi, mình sẽ dán nốt cái mặt này lên nhé. Thank you.